tự nhiên nói này nói kia cũng la lên. Cũng vậy vậy má ơi. Mua cái kem trộn muốn vậy vậy. Nắng mà tại kem trộn đó hết. Nè hai phần 50 rồi bé ơi. Đâu rồi anh chứ đâu rồi? Đâu. Ủa. Tại gì xí ổ à bé già? Nghĩ nào ủa gì má mà cái dây cả chắc. Tại chia ra hai phần 50 phải không? Ôi tôi nói quá trời. Thù má, má hù hoài trời. Chào tất cả mọi người của kênh Sài Gòn Phố. Hôm nay mình cũng có dịp đi ngang đường Trần Hưng Đạo mọi người, và mình biết được là ở đây có một cái chỗ bán về đồ chiên đó mọi người, và kiểu như gọi là đồ chiên vui vẻ. Và tại sao lại như vậy ha? Thì mình sẽ quay cho mọi người nè. Vui vẻ là không có quạo, đồ chiên vui vẻ hả chị? Đúng rồi bé, đây là cái chiên vui vẻ không có quạo nha. Hôm nay tất cả mọi người nha. À, hôm nay là chị mới ra đúng không? Đúng rồi, ok dạ. Em mới dọn nó bé. 5 giờ chiều chị bán tới 10 giờ tối hết sớm thì chị nghỉ sớm. Là chị mới ngủ dậy đúng không? Đúng không, không, chị ngủ dậy hồi chiều rồi. Ủa, hồi chiều. Đúng rồi đó. Em mới coi livestream xong. Đúng rồi, không, mới coi livestream hả? Có livestream của chị đó hả? Có, coi chứ. Đúng rồi, em bò. Ăn cho em vô. Để ăn. Hả? Hello tất cả mọi người nha. Vui thường lệ Vân và lời nói đầu tiên xin cho phép FedEx của Phương Phương mình gửi lời chúc sức khỏe và lời chào Phương Phương đến tất cả mọi người. Những anh chị em, bạn bè mình nó đang trên kênh YouTube đó. YouTube gì chị em quên rồi. Sài Gòn Phố. Dạ, YouTube Sài Gòn Phố nha mọi người. Ủng hộ cho anh chị này nha. Cái gì cái đó con chị sáng là con em sáng mày của chị đúng không chị? Tên Facebook của chị là gì? Vơ đét Phương Phương Vũ á bé. Dạ. Tôi bấm vô Facebook Vơ đét Phương Phương Vũ rồi ra cái hình mặt khóc mặt cười của chị. Dạ. Hôm qua sao chị nghỉ à? Hôm qua chủ nhật. Chứ không phải là đi chụp hình gì hả? Đâu có, hôm qua đi quay quảng cáo nước cam cho bé gì đó bé. Ở bên quận 7 đường Xuyên Phạm nè. Rồi đi lấy cho ba cái gì đó má. Rồi giao hơn. Rồi lấy lại lên. Dở khẩu trang. Ơ đừng có dở cho nó phạt mày đó. Chưa em. Rồi hello mọi người nha, kênh YouTube gì đó? Sài Gòn Phố. Sài Gòn Phố, hello mọi người trên kênh YouTube Sài Gòn Phố nha. Như thường lệ Vân và lời nói đầu tiên xin cho phép Vân chúc Phương Phương gửi lời sức khỏe và lời chào thương tất cả mọi người. Con mèo vừa nãy vậy? Con mèo vừa nãy biết nó mở đường nào? Con góp nước mắt với chị, nó góp sách không có đủ là những hồn con mèo hoài. Nói giọng hả Phương? Cho hơn phụ đứa này, cho hơn bà chở đi tôi đi. Cái chảo đây nè. Ai uống cái gì luôn. Thôi đậu sáng lên trên cho mẹ ông xã. Nè bé ơi, cũng cần 100 ngàn nè bé ơi. Vui vẻ đi nha, chúc hai đứa vui vẻ nha. Cái gì cái chị em mình đó, con chị sáng là con em sáng đúng không? Cảm ơn mẹ. Mẹ nào cũng ăn tối là bên mình có cho lịch với đập xưởng nữa nha. Với lại tấm hình chung chung của Gia Hân. Chúc có làm gái. Ủa? Má ok, ơi. Trời ơi, chị la quá trời la rồi đó. Cũng mày lại em thì bị hết hơn rồi đó nha chị nha. Dạ ba, dạ ba. Dạ. Hello tất cả mọi người nha. Chị buôn bán này hồi nào á? Lâu chưa chị? À bán này cũng 3-4 năm rồi bé ơi. Biết quá trời. Ồ, bán thì chị sợ mới trộm lại nè. Bây giờ đâu có bán tụ tập nữa, bây giờ bán đem về thôi. Nhưng mà hết dịch rồi cho nên không người thông cảm. Của chị 80 ngàn nha chị, vui vẻ. 120 chị có gửi hay là bao cho mày đê không? Hay là chị đi lấy rồi? Coi như có ngủ. Ghét dễ sợ. Cái gì vậy? Cái đó sò đẹp á chị. À bự đẩy luôn phải không? Đúng rồi, hỏi là chị là 80, hỏi là 120. Ủa đi đó. Cảm ơn chị nha. Không phải bao có dính không má BD khổ lắm, má dính rồi bà lãnh luôn rồi xung quá sụp nụ đó. Ủa anh ta nó trắng chứ chị. Có nghe nè, có không? Chạy lên cho nó đi. Hồi xưa có coi clip con chuột của chị. Ủa biết clip con chuột của tôi đó hả? Đây. Nào chị con chuột. Trời nha. Tai nạn kinh hoàng. Đúng rồi đó. Anh cua đen qua bắt con chuột à. Con chuột nó tự chết chứ em không có đụng nha. Để mới trộn lên chuột cấp chuột này nó nằm ở tu đó. Nó tự chết rồi em bụng quay liếc vậy đó. Qua đây đứng là tôi Gia Hân. Qua đây đứng là mọi người làm tôi đi. Bộ tay mày đứng giống con gái quá vậy trời. Đó.
giúp tôi cho nó đi rồi. Đấy, giúp nó không thấy được chút đâu, mày bỏ vô hộp đi, bỏ cái đó vô hộp. Để nó ngủ đó má. Trả lời quá cái miệng thiệt luôn á. Đây là Gia Hân nha mọi người, Gia Hân em gái của tôi đó. Tên con gái là tên chung cái danh đó, tiếng Hoa nha mẹ. Lê đó. Ờ, tên A Lê đó. Xù mẹ mẹ, dù tích rồi em quay. A Lê, A Lê đó biết má. Mấy đâu về vô tô? Mấy đâu về hai con bánh bèo gì đi đâu mất sáng luôn rồi. Hello tất cả mọi người nha, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube ẩm thực thì em quên rồi, em có video mà Sài Gòn phố. Sài Gòn phố với lại này gì anh? Góc Sài Gòn nha. Góc Sài Gòn với Sài Gòn phố nha. Em chúc cho hai kênh YouTube em của hai người đạt được lúc vàng lúc bạc lúc kim cương vui vẻ nha. Nhớ ra ăn một cái viên kia em được rồi, hiểu không? 5 giờ chiều em bán tới 10 giờ tối tại bệnh viện trung tâm chính thương chỉnh hình 929 Trường Hưng Đạo, hết sớm thì em nghỉ sớm nha. Để cho chấm thêm tôi con. Anh chị bán gì muốn gì chị? Cá viên, còn viên nè, xúc xích nè, củ qua cà ớt, tôm cuộn, mực cuộn, cua hoàng đế, tôm Alaska, tôm hùm, chảo ốc, chảo xả. Nhiều lắm, em đọc cũng hết nhiều lắm. Có bê đê chiên ở đó thường. Có bê đê ô môi nữa hả? Ôi xui. Trời ơi. Chưa ở nhà trốn dịch làm gì có mấy món này ăn. Chậm phiền đi nằm mơ cũng thấy đâu mấy má, mấy má. Đi ra cái gì chiên đi vui vẻ mới có món ngon, hiểu không? Chứ nằm ở nhà không có mấy món này đâu. Trời ơi. Nó bẻ miệng không kịp luôn á bé. Ủa Thu Phương hoạt động nghệ thuật gì không? Dạ không, hình như không. Hình như em hết rồi đi chơi rồi chứ không có trong nhóm gì vậy đó. À có chạy sâu hay có diễn gì không? Không, có do đâu có đi đầm sen lên nhảy rồi đó anh, vui vẻ rồi. Đăng ký nhảy rồi đó. Nhóm ba con mèo đó trời. Nhóm ba con mèo, rồi nhóm mắt ngọc đó, hồi xưa là nhóm mắt ngọc, bây giờ là nhóm mắt nợ. Ừ. Thế chứ những anh chị em bạn bè này mình coi kênh YouTube á, mình thấy em thì ra ủng hộ em nha. Người ta nói cá sống á thì nhờ nước, còn Thu Phương sống thì nhờ tình thương của tất cả mọi người. Cho nên lúc nào cũng yêu quý em nha mọi người. Cái gì cái chị em mình vui vẻ, hiểu không? Con chị sáng là con em sáng. Chị ơi, của chị xong rồi nè chị. Lấy tiền rồi đây, đây. Mùa dịch mà Thu Phương bán quá trời khách luôn mà. Trời ơi, nghe này Thu Phương ơi. Chị cũng mang kìa. Cũng mang sao? Này gặp hello tất cả mọi người nha, đó bởi vậy buôn bán khó khăn lắm. Nên mong những anh chị em bạn mà mạnh thường quân ở trên livestream trên Facebook đó có coi cho em hay là YouTube, YouTube gì đó có coi em rồi thì mong ủng hộ em. Bây giờ bán dịch buôn bán rất là khó khăn cho nên không có tụ tập được. Những anh chị em nào mà thương em mình ra mình mua về giúp dịch em nha. Em không có ở đây chiên được cho nên mong mọi người ủng hộ. À, lúc nào cũng bị đuổi vậy trơn hả? Dạ đúng rồi anh. Hồi xưa thì nó ít đuổi, tại bây giờ dịch đó, nó không có cho tụ tập nữa cho nên em bán mang về. Không mà bu đông là em kêu tảng tảng ra công an đó. Thì bán đã bao lâu rồi? Bán cũng 3-4 năm rồi đó anh. 3-4 năm rồi. Ở Sài Gòn có mấy anh chị bán đồ ăn cũng dễ thương. Chị Cát Thi là Thi đúng rồi, đúng rồi. Cát Thi cũng là một người chị trong giới giới thứ ba của em luôn mà. Cát Thi cũng dễ thương lắm. Tại vì lúc này dịch nè, buôn bán chị em rất là khó khăn. Cho nên em mong những anh chị em bạn bè là mình có muốn ăn vặt đó, những món ăn vặt chẳng hạn như là cá viên chiên hay là bánh tráng đó thì ủng hộ em với Cát Thi. Cái gì cái, hiểu không? Mấy anh mấy chị lại mua ủng hộ là em vui rồi. Ủa mấy anh mấy chị có uống nước giùm em kêu luôn. Rồi, được rồi, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn anh chị đã lại quay ủng hộ em, cảm ơn rất nhiều luôn. Đó, mấy anh chị này thương nè, quay lên trên YouTube rồi đó cho anh chị em bạn bè ở xa, ở gần gì đó biết đến em và ủng hộ. Địa chỉ bán của em là 929 Trường Hưng Đạo, phường 1, quận 5, bệnh viện trung tâm chính thương chỉnh hình nè, mà ở ngoài trước chứ không phải trong bệnh viện nha. Trong bệnh viện là có y tá với bác sĩ, người ta bó bột, chứ em không có vô cổng em bán. Em bán ở ngoài lề đường, đó, công an đến là chạy, bán mua đi không mà chứ không có cho ăn ở đây. Cho nên mong mọi người thông cảm giúp giùm em, đánh công an nha chị mé. Cái Thu Phương là nghề danh mình thôi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Cái tên của em hình như là lúc mà đổi tên Thu Phương thì nó phất lên luôn cái gì á. Chứ hồi xưa em tên khó nổi lắm. Tên ngon lắm, tên cu đen nó chọc hoài luôn mấy quỷ đó. Đó gặp cái cu đen kéo như sợ muốn buông xuôi luôn á má. Hiu hoài luôn. Em đi lại ủng hộ cái viên chiên em nha, vui vẻ. Thôi chị đặt tên quán là vui
vẻ không quạo vậy? Ai vui vẻ không quạo là một cái cụm từ, nói chung là dễ thương, vui vẻ đó. Mỗi lần mà ai mà chọc mình chọc hay là mình nổi nóng, mình điên lên đó, mình cứ nghĩ là vui vẻ không quạo cho nó qua hết đi. Hơn thua làm gì, hiểu không? Bây giờ cuộc sống của Thu Phương là chỉ mong là dọn xe ra hết cái viên chiên là rồi ngày tối ngày nào cũng bán hết rồi về ngủ đó, vui vẻ vậy thôi. Bây giờ cái mùa dịch này nè, hỏi Gân đi đâu chơi, đâu có cho tụ tập đâu. Bởi chị em chuyển giới rồi bóng gió rồi không có ai bị đâu chơi hết đó. Bởi vì em chỉ mong là dọn hết rồi những anh chị em bạn bè nào mình trên livestream hay là qua kênh YouTube đó biết tính em thì lại ủng hộ cái viên chiên, em cảm ơn rất là nhiều. Có anh chị ở xa lắm nha, ở dưới Bình Dương đó mà lặn lội lên một tiếng mấy đó ăn cái viên chiên em lì xì cho em đó. Bởi vì vui vẻ lắm. Em nghĩ em của em bán Đinh Thanh Nhi á, hồi xưa bác cũng bán kẹo kéo rồi đó, tại vì bây giờ dịch đó quán nhậu đồ đóng cửa rồi, cho nên những đứa em của em á dịch là kiếm tiền ở nhà mướn rồi tiền bạc thì khó kiếm, cho nên em kêu qua đây thôi phụ em đi về, có bé đi shipper mấy bịch cho chị. Ok, cảm ơn chị. Có bé thì đi shipper giao cái viên chiên cho em này nọ, rồi có bé thì bán kẹo kéo mà dịch là quán nhậu đóng cửa đâu có bán được đâu. Mấy em cũng mua lửa rồi hát bán gạo đó, rồi cũng một phần là giờ dịch không có bán gì, giờ bán online là nánh chán rồi bán thôi, vui vẻ. Cho nên không những anh chị em bạn bè rồi mình ủng hộ. Uống gì không em mời mấy anh chị uống vui vẻ đi. Uống đây vui vẻ. Thế chứ mọi người ơi, qua cái kênh YouTube đó mọi người biết cái Thu Phương thì ăn ủng hộ nha. Cái gì cái chị em mình vui vẻ không quạo bọ. Em bán cái viên chiên ở đây cũng được 3-4 năm rồi. Địa chỉ bán của em là 929 Trường Hưng Đạo, trước cổng bệnh viện nè mọi người. 5 giờ chiều em bán tới 10 giờ tối. Nếu mà thương mến hoặc là mến tay mến chân em, thương em thì mọi người hãy giúp em ra ăn ủng hộ cái viên chiên. Ăn của ai cũng vậy, ăn giúp giùm em cảm ơn rất là nhiều luôn. Cái gì cái, hiểu không? Hôm nay khách đâu mà không thấy. Chắc em đứng em ra em múa lửa quá. Vui lắm mọi người ơi. Thiệt, ngày nào cũng ra bán rồi mong cho hết sớm rồi mình về rồi chứ có gì đó. Ăn được lắm, ăn ủng hộ bạn nè. Bán trong sớm nè. Đây là chị Mén. Bán nước kế bên, dễ thương lắm. Cô Phương hay hát hò hay múa lửa gì phù cách không? Đâu có. Diễn hài không mà diễn hài, diễn hề không mà làm cho ta cười, đó là niềm vui của em đó mọi người. Vô cái nghỉ nha, vô cái nghỉ. Ngày nào chị Phương cũng live stream hết hả? Dạ đúng rồi. Ngày nào cũng live stream hết đó. Trước khi bán là live stream? Trước khi bán là live stream, một chút nữa bé shipper là em live stream đó. Live stream cho những anh chị em bạn bè trên mạng nè biết đến em nhiều và ủng hộ em. Vui vẻ lắm. Nói giờ là livestream đó. Uống gì không em mời, đằng kia đi người đẹp. Bởi dịch này cũng bán khó khăn lắm, do con em cũng đang nuôi quá đó. Sao mà ăn ở đây được, cho nên không anh chị em bạn bè rồi đó gần xa đó mình cũng hỏi cái viên chiên em. Bây giờ em bật cái điện thoại lên live stream thôi. Tới rồi hả? Tới giờ sao? Tới giờ rồi, đến hẹn lại lên. Đến giờ là em live stream rồi. Em rảnh lắm, bữa live con nói nghe nè, quay vũ cho tới đi. Ngon lắm, bữa live ngon lắm. Live nói chuyện sao để con mang, sao gớt mình cái điện thoại vũ cho tới luôn. Trời ơi. Rồi cũng hơi lỏng hư á. Bởi vì muốn gớt đứng mắt luôn á. Hello những tình yêu của bên đấy Thu Vũ nha. Ai đang ở nhà rảnh thì mọi người hãy vào live stream của em đi. Hôm nay là thứ hai đầu tuần đó, cái gì cái chị em mình vui vẻ, em vẫn hoạt động cái viên chiên bình thường nha. Cho nên mong những anh chị em bạn bè là mình thương em mới nè, thì ra ủng hộ cái viên chiên. 5 giờ chiều em bán tới 10 giờ tối hết sớm nè, nghỉ sớm. Hello mọi người nha. Hello Quảng Đi Lê. Hello Trùm Trùm Vũ. Hello Cái Coi nè. Hello rồi nè Quảng Đi Lê ơi. Hello Trùm Trùm Bắc nha. Hello 40 mấy năm hello tất cả mọi người, chưa được lệ Vân và lời nói đầu tiên xin cho phép với đến chủ Thu Phương mình gửi lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương với tất cả mọi người. Những anh chị em bạn bè mình đang live stream đó, có thèm cái viên chiên thì mọi người cứ móc cái điện thoại lên gọi trực tiếp cho bé Dona nha.
anh chị em là mình ở nhà đó, mình rảnh háng đó, mình nằm trà ở nhà đó, thì cứ rảnh háng thì cứ chạy xe ra bệnh viện 929 Trần Hưng Đạo để mình ăn ủng hộ cái viên chiên vui vẻ em không quạo. Hello 129 người đang xem livestream. Anh chị em là mình cầm điện thoại mình coi livestream đó, mấy cái ngón tay ở không làm gì, nhấn giùm em nhẹ cái nút chia sẻ livestream buổi xem chung. Tại vì sao khi mà em buôn bán em rất là cần mọi người chia sẻ livestream của xem chung, tại vì sao khi mà mọi người giúp em chia sẻ livestream cho hội nhóm, chia sẻ livestream công khai để mà cho tất cả bạn bè anh chị em người thân đó ở bên đàn trai đàn gái bên cô dâu chú rể bên dòng họ ngoại bên dòng họ nội đó biết em bán cái viên chiên ở bệnh viện nè, có chạy ngang qua Trần Hưng Đạo thì mình bắt vô mình ăn ủng hộ em một hộp cái viên chiên. Thế là 191 người đang xem livestream nha, cảm ơn mọi người rất là nhiều, lúc nào cũng dành thời gian chị uống chai tương ớt đi xui ghê, mày ra mày uống đi. Tự nhiên tao bán cái viên chiên mà kêu tao uống chai tương ớt, mày uống đi kiên trần. Tao bấm quẻ cho mày ỉa chải đó nha. Kiên trần ỉa chải là tại vì xí hồ vô cộng mấy già nó lo sọ. Ỉa chải kiên trần, ỉa chải kiên trần, ỉa chải. Đó thì ỉa xì bùa đó. Tao nói mày ỉa chải hết dịch thì mày mới hết đó. Bd mà cái bị mày quá trời mà mày không đế đứt cho con mày hãy về kiên trần. Hello Hoàng Nhi nha, hello Nguyễn Quốc Tuấn nè, hello Nguyễn Trọng Toàn, hello Ngô Thanh Duy, hello Ren Nguyễn nha, hello Nguyễn Hoàng Thái, hello 207 con người đang xem livestream, những anh chị em bạn bè là mình rảnh tay thì mình giúp em chia sẻ livestream cho hội nhóm thì một chút xíu nữa em sẽ quay lòng cầu, quay hên xui chúng hay cái tên ai là em sẽ tặng một xe cái viên chiên với lại một cái gói dép với lại cái đĩa bum Lý Hải vui vẻ. Hello Văn Tỷ nha, lấy em 5.000 lộn xộn em đi ra chợ đó em mua 5.000 con muốn về nhà em kêu má em xào thì gói cho em ăn lộn xộn nha, 5.000 mà nhiều quá à, con quỷ. Hello Tuấn Phan nha, hello Ngọc Duyên nha, hello Ngọc Nguyễn Ngọc nha, hôm nay là có anh YouTuber vui vẻ đây quay ủng hộ em nè, em quay quy được không? Thôi đừng quay. Ok. Dạ. Dễ thương lắm, buổi chiều là nó ghé tôi ủng hộ quay YouTube tôi nè. Cho mọi người những anh chị anh em bạn bè xin cái logo Thanh Duy nha, để là hai cái bò cho chị 12 giờ em lấy xui ghê. Hello Văn Thanh nha, hello tất cả mọi người, địa chỉ bán của Tu Phương đó là 929 Trần Hưng Đạo nha, em mong những anh chị em bạn bè là mình có đi ngang qua Trần Hưng Đạo thì mình ủng hộ em một cái duyên chiên vui vẻ, ăn của ai cũng vậy, ăn giúp giùm em cảm ơn rất là nhiều luôn. Hello Lê Hoàng Hồng nha, hello Hứa Văn, chia sẻ cuối năm có quà không? Có nha em, em cứ chia sẻ thoải mái kinh nghiệm lên hội nhóm rồi đó, lên trang cá nhân em cứ chia sẻ thoải mái đi. Tết là bên chị có cho lịch với lập xưởng với lại nước tương với lại muối gạo đầy đủ hết đó, với lại tấm hình chân dung của chị giả gái bận đặng nằm trên bãi biển đẹp lắm, chắc xấu chắc hay xấu xấu nhưng mà dựng ta dựng đẹp nha, nhớ ok không, lên sân khấu chị đẹp mấy con đẹp con bên rõ ràng luôn. Thế là Quỳnh Như nha, lấy dầu tưới vô mỏ xui ghê, quỷ quá trời, cái miệng tao lấy nước tao túi lên đầu mày có đó, cái miệng mày quá trời, đã chiều mới dọn bán không được đó, chưa có khách đó nha. Hello Hành Trung, hello Già Chanh, quá trời người luôn. Mọi người ơi, mọi người nên nhớ Thu Phương chỉ cho mọi người là con trai mình phải men lên, mình uống nước là cái hốt mình phải dẫn lên vậy nè, thấy không, vậy mới là men đó. Hello 318 người đang xem livestream nha, anh chị em bạn bè nào mình dẫn thì mình cứ nhấn nút chia sẻ livestream buổi xem chung, chia sẻ livestream vô hội nhóm, tại vì sao khi mà em buôn bán mọi người cứ chia sẻ giúp giùm em là cho người này người kia bạn bè anh chị em biết em nhiều và ủng hộ em nha. Ôi. Dầu hả? Dầu cũng có đem rồi. Hello mọi người nha, có ai ăn gì em chốt đơn luôn nha. Rồi Trần Bá Hoành chốt đơn, Nguyễn Thanh Nhàn chốt đơn, Hồng Phúc chốt đơn, Đông Văn Lê chốt đơn, Thanh Nhã Kiều chốt đơn, cô Sáu Quế Thanh dồn đơn, Thiện Thịnh chốt đơn, Trần Phương chốt đơn, Nguyễn Thành Nhân chốt đơn, Hoàng Kim Phụng chốt đơn, rồi hết luôn nha. Hết đơn luôn nha. Ai nhanh tay thì còn, nhanh tay thì hết. Ở nó nghe là nãy chạy xe vô đây giúp mình em ơi. Đừng hút hoài, có hai cái cút ăn không? Chán dễ sợ luôn, cái gì kia mà cứ lại hỏi sơn cút bò kho cà ghi đồ không mà muốn buông xuôi luôn thiệt á. Còn vậy? Dạ còn, ăn gì vậy? Ba đưa về chưa lấy quần lại đi. 100.000 lộn xộn cái gì? Có ai muốn ăn shipper? Bánh hả? Bánh gì ạ? Bánh chị? Bánh chị.
Bánh sô-cô-la hả? Dạ. Bao nhiêu? 40.000. Shipper cái gì? Lấy 100.000 không chia hai hộp, em hộp anh hộp gì ha? Ừ, còn cái đại toàn bộ. Lấy luôn. Còn không lấy cho. Bữa nay chị nói nhiêu em quên rồi. 40.000 hả? 40.000 ha. Cho chị đi. Bạn của chị Phương. Shipper. Shipper hả? Dạ, họ thấy shipper của chị Phương rồi nha. Nè, shipper nè. Quà 80 nhớ giùm em nha. Số hộ danh của anh là 80, nó một cục đèn kêu lên là những quà rồi. Vâng. Tại em mau quên lắm, BD mau quên lắm. Đang like nè. Chị Phương lấy luôn em 100.000 lộn xộn đi. Ok anh, ok. Hello 335 người đang xem live stream nha. Chưa mà. Xôi cút hoài. Có trứng cút, có hai trứng cút nè. Tôi la lên bây giờ tôi cho bể bóng hết lên không? Con chị sáng là con em sáng nha. Biết điều thì nước chảy 2 triệu, không biết điều tôi cúp nước cho khỏi tắm đó. Lấy gì? Ai biết ăn gì đâu lấy gì? Cái này. Hai cây, hai cây. Bắt đầu rồi, cây. Cái này là gì vậy? Cái này là bánh bao hả? Bánh bao rồi. Rồi, đến luôn á. Cái này đi. Em đi cho, có địa chỉ cho. Rồi, anh cua. Anh cua đây. Gì nữa? Đó, anh chị em bạn bè nào cua mà cứ làm như có gì nào mình biết đây đó. Một cây đầm đỉnh lên non, ba cây xích lại lên hòn núi cao, có nghĩa là một người chia sẻ không tới đâu hết. Nhưng mà 322 con người đang xem livestream đó thì giúp giùm em, giúp chia sẻ giùm em. Ở cầm điện đội đều là không có bị tai biến nha mấy má nha. Tấm khỏe gì cũng chạy đó. Vô trong đứng giùm em đi chị ơi, lại chung em. Vui luôn á. Hôm qua đi đi quay quảng cáo nước cam cho người ta cái mặt ngon, quảng cáo nước cam. Ồ, nói với mọi người ơi, mốt quảng cáo nước cam ủng hộ em nha, ủng hộ bé em của em nha. Ở nhà trốn dịch là không có mấy món cá diêu chi mà ăn đâu nha, cho nên mọi người muốn ăn món ngon thì mọi người hãy ra đường. Ra chính nay chính trường Hưng Đạo nè, mình mua một hộp cá diêu chiên về đó, mình cho cha, cho mẹ, cho anh chị em đó, mình chụp lại ở nhà mình ăn vui vẻ. Chứ nhà mình ăn mình gói mình trốn dịch về cũng ngán lắm. Chắc lên mạng người ta sẽ gọi Thu Phương là hot girl cá viên chiên quá. Verdet, gọi là Verdet Thu Phương Vũ gì đó. Còn có má kêu bằng idol giới trẻ gì đó. Hello 307 thì đang xem livestream nha, giúp em chia sẻ livestream cho mọi người ơi. Ai chưa chia sẻ livestream là mấy má đó bị tai biến đó. Đã cầm điện thoại được là làm ơn làm phước nhấn cho em lúc chia sẻ livestream. Bây giờ đi coi hài hay là đi coi ca nhạc hay đi coi phim trên mạng nó cũng phải tốn tiền mua vé ở nhà cả cái tháng này đó. Coi em tốn một lượt chia sẻ livestream mà tính toán gì bây giờ. Chưa ghi em lên em nhắn tin nhìn chị ghi em lên luôn nè. Vậy là hai phần nó có nhắn tin cho em chưa? Ok. Có địa chỉ chưa? Có chữ chảy nè. Có địa chỉ chưa? Chưa, rồi. Rồi đó em. Chị Phương có ship đi luôn hả? Có ship đi luôn nha mọi người, những anh chị em bạn bè là mình có ăn cái gì riêng đó. Rồi chị, chúc em lên đi chị.
Cái gì Phương? Rồi. Nè Luna ra chi nhìn chị coi mày làm gì đứng chổng quầy vậy Luna? Chiên nó vô nó hỏi em bắt cái viên chiên nó hỏi có chú chiên không vậy không đó em ăn bò kho nó hỏi lấy mua giùm tô bò kho lấy khô quá đừng lấy nước đó nó nghĩ đó quỷ ma nó vậy đó. Ủa nó chọc kem chuỗi không mà mấy con này nó nghiệp lắm. Cuộc đời em ám ảnh nhất là biết ai không Kiên Trần đó, cũng một đứa em luôn trên Facebook đó, ngày nào em vô em livestream là cũng có nó xuất hiện, nó hầu như là fan cứng của em luôn đó. Vô cà kìa hay sao? Ờ nó như nó cà kìa không à, vô nó giả nó chơi tôi thấy gì á, chơi luôn hỏi số. Trời ơi em là phải dễ dãi đó anh, có cái gì cái mình phải làm ăn lâu dài rồi anh hiểu không. Thấy là Thu Phương bán cực ra không nhờ bạn trai nó bán phụ. Trời ơi em làm gì có bạn trai, cái mặt em ngon, mặt em giống như chú Hề vậy đó. Hello tất cả mọi người nha, anh chị em bạn bè đó thương em mến em thì ủng hộ. Cái hàng mình lấy về hết ở nhà tự làm à? Dạ có một phần thì lấy về, có một phần thì tự làm, mà đa số là em bán món ngon không mà em lấy giá cao rồi. Bây giờ em bán số lượng nhiều mà hiểu không? Em lời ít lời xíu cũng được nữa. Tại vì em ăn ngon em cũng muốn cho khách em ăn ngon nữa. Lên cái đuổi chiến đã cách thích chị Phương lắm à. Đúng rồi, ra giờ mặt khóc mặt cười em kêu tản cứ bu đông lại hoài giờ cái hạt em hề lắm, mặt em chín lò nghè đó, cái bu này nó coi hoài chán rồi bởi khổ lắm anh ơi thiệt đó. Có chứ trên kênh YouTube nè anh chị em bạn bè là mình đã coi rồi biết đến em đó thì ra ủng hộ mấy nhân viên em vui vẻ đi hiểu không. Em sáng rồi hả? Em bạn bè mà mình ở xa đó mình dành ít thời gian mình ăn cái gì kia ủng hộ em rất là mừng luôn, em rất là cảm ơn mọi người luôn. Cá sống thì nhờ nước, còn em sống là nhờ tình thương của tất cả mọi người, cho nên mọi người quý em thương em thì ăn cái kia ủng hộ em qua hai cái kênh YouTube này. Em cảm ơn anh chị đã quay em cho em nổi tiếng hơn, cho em nhiều người biết đến em và ra ủng hộ em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Con không ăn đi kia đẩy qua đường rồi. Mẹ đẩy qua
xui luôn rồi.